Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Mẫu hình 2B lần đầu tiên được giới thiệu trong quyển sách Principles of Professional Speculation, hay còn gọi là Nguyên tắc đầu cơ chuyên nghiệp của tác giả Victor Sparandio, hay còn có tên là Trader Vic. Trader Vic đã khẳng định rằng đây là một kỹ thuật giao dịch đảo chiều xuất sắc trong thời điểm mà giá đang có xu hướng tăng, tạo thành một đỉnh, sau đó thì thị trường hồi lại và tăng tiếp chạm lại cái đỉnh cũ, mà không vượt qua được cái đỉnh cũ này trong lần đầu tiên thì ngay lập tức thị trường có thể sẽ đảo chiều và xu hướng giảm sẽ được hình thành. Đó cũng chính là ý tưởng của mô hình 2B. Chúng ta có thể tìm kiếm mẫu hình 2B trong các khung thời gian nhỏ để giao dịch trong ngày, hoặc cũng có thể sử dụng mô hình này cho swing trading hoặc là position trading đều được hết. Chỉ cần chúng ta nắm rõ bản chất tâm lý của thị trường qua mô hình và áp dụng nó đúng cách thì có thể hoàn toàn kiếm lợi nhuận được với mô hình này. Và trong clip ngày hôm nay, Thúy sẽ chia sẻ cho các anh em trader quy tắc để xác định cũng như là giao dịch với mẫu hình 2B. Bây giờ thì mời các bạn vào nội dung chính của clip ngày hôm nay nhé. Clip được tài trợ bởi nhà sách finfin.vn, Finfin chuyên về sách đầu tư, trading hay và thực chiến. Anh em ghé Finfin theo link trong phần comment nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về quy tắc để hình thành mẫu hình 2B này trước. Đối với lại mẫu hình 2B ở đỉnh thì mẫu hình này sẽ cho chúng ta tín hiệu bán. Với nguyên tắc đầu tiên đó là chúng ta chú ý là thị trường phải nằm trong một xu hướng tăng giá. Đây là nguyên tắc đầu tiên ha. Nếu như mà các bạn thấy một xu hướng tăng giá không rõ ràng thì cho dù mẫu hình nào xuất hiện tương tự như vậy cũng không hề có tác dụng nha. Điều đó có nghĩa rằng là cái xu hướng, cái bối cảnh đầu tiên phải thỏa được. Bước tiếp theo thì chúng ta mới đi tìm kiếm sự hình thành của mô hình này. Một khi chúng ta đã xác định được xu hướng tăng rồi thì việc tiếp theo của chúng ta đó là xác định một đỉnh trong cái xu hướng tăng đó hình thành. Chắc chắn là giá sẽ hình thành được một đỉnh ha. Và sau đó thị trường hồi về và quay đầu tăng giá tiếp. Đợt tăng giá này cố gắng vượt qua cái vùng đỉnh cũ và đóng cửa lên phía trên cái vùng đỉnh này. Chúng ta thường gọi cái tín hiệu mà phá vỡ và đóng cửa lên trên này gọi là tín hiệu phá vỡ, breakout đó. Nhưng sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất đó là giá sẽ cố gắng vượt qua khỏi cái vùng đỉnh này, nhưng mà cuối cùng lại quay ngược trở lại, đóng cửa xuống bên dưới vùng đỉnh. Thì trong những trường hợp như vậy ta gọi là breakout giả, hay còn gọi là phá vỡ giả. Trường hợp thứ hai đó là giá cũng cố gắng vượt lên đỉnh cũ và đóng cửa lên phía trên đỉnh luôn. Thì lần này chúng ta sẽ xác nhận đó là một cú phá vỡ thật. Nhưng mà qua cây nến tiếp theo, chúng ta thấy giá lại bắt đầu quay ngược trở lại, quay đầu giảm giá và tạo thành một cái vùng đỉnh thứ hai, chính là vùng đỉnh này. Trong trường hợp này, đây cũng là một cú phá vỡ giả. Khi một trong hai trường hợp mà Thúy vừa nói xuất hiện thì mẫu hình 2B đỉnh sẽ được hình thành và cho chúng ta một thiết lập bán cực kỳ tốt. Và chúng ta có thể bán ngay lập tức khi mà thấy có một cây nến đóng cửa xuống bên dưới cái vùng đỉnh cũ này, đóng cửa xuống bên dưới này là chúng ta có thể bán, với dừng lỗ sẽ được đặt phía trên đỉnh số 2 và mục tiêu sẽ được đặt ở ngay đáy gần nhất. Đây là mục tiêu đầu tiên. Và mục tiêu thứ hai có thể là đặt ở vùng đáy tiếp theo. Thì đây là chiến lược giao dịch bán với mẫu hình 2B.
Tất nhiên là nếu như mà trường hợp thị trường phá vỡ thật khỏi cái vùng đỉnh này và tiếp diễn cái xu hướng tăng trước đó thì chắc chắn sẽ không có cái mô hình to be được hình thành, và chúng ta cũng sẽ không có cái tín hiệu bán ở cái thời điểm đó. Tất nhiên là vẫn sẽ có những cái xác suất không thành công cho mô hình này, nhưng nếu như mà thỏa mãn được những cái tiêu chí mà Thúy vừa nói lúc nãy thì chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch được với mô hình này ha. Đây là ví dụ thực tế. Các bạn để ý ha, thị trường đang nằm trong xu hướng tăng rất là rõ, tức là thị trường tạo được đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Đây là cái vùng đỉnh gần nhất mà thị trường tạo được. Sau đó các bạn thấy giá đã cố gắng vượt ra khỏi cái vùng đỉnh cũ để phá vỡ cái vùng đỉnh này và tiếp diễn xu hướng tăng, nhưng không thành công. Nó chỉ có thể tạo ra một cái tín hiệu từ chối từ cái vùng đỉnh này bởi những cái đuôi nến ở phía trên, và nó cũng không thể đóng cửa lên phía trên được cái vùng đỉnh trước. Và sau đó thì chúng ta thấy là giá quay ngược trở lại và đóng cửa xuống bên dưới vùng đỉnh. Các bạn có thể đặt lệnh bán tại cái nến này ngay khi cái nến này đóng cửa, dừng lỗ phía trên cái vùng đỉnh cao hơn này. Mục tiêu chốt lời đầu tiên là tại cái vùng đáy gần nhất này. Mục tiêu chốt lời thứ hai là ở vùng đáy kế tiếp. Và như các bạn thấy rằng là chiến lược này đã thành công với tỷ lệ risk reward rất là tốt ha. Đây là nguyên tắc mà chúng ta xác định mô hình cũng như là giao dịch mô hình to be, kèm theo cái ví dụ thực tế để cho các bạn hình dung. Và bây giờ là thiết lập ngược lại, thiết lập mua lên với mô hình to be đáy. Nguyên tắc của chúng ta sẽ tương tự nhưng mà ngược lại thôi ha. Đối với mô hình to be đáy thì thị trường sẽ phải nằm trong một xu hướng giảm rõ ràng. Các bạn cần phải thấy rõ được cái bối cảnh là thị trường đang giảm giá và hình thành một cái vùng đáy. Đáy này chúng ta gọi là đáy số 1. Thị trường có bật tăng lên nhưng mà sau đó lại vòng ngược giảm giá ngược trở lại, cố gắng phá vỡ khỏi cái vùng đỉnh trước đó mà thị trường tạo được, nhưng không thành công ha. Giá không thể thành công đóng cửa xuống bên dưới vùng đáy trước đó, và nó chỉ tạo một cái tín hiệu từ chối thôi. Và sau đó thì giá tăng ngược trở lại, hình thành vùng đáy số 2. Chúng ta sẽ mua ngay khi xuất hiện cây nến đóng cửa lên phía trên cái vùng đáy cũ này, đặt dừng lỗ bên dưới đáy thấp hơn và chốt lời ở vùng đỉnh gần nhất. Chốt lời tiếp theo sẽ là ở vùng đỉnh tiếp theo. Còn nếu như mà thị trường tạo ra một cái tín hiệu phá vỡ thật thì chắc chắn là sẽ có những cái cây nến đóng cửa vượt ra khỏi cái vùng đáy trước đó với động lượng mạnh, và có khả năng thị trường sẽ tiếp diễn cái đợt giảm giá. Cho nên là nó sẽ không có mô hình to be được hình thành, và chúng ta cũng không có giao dịch ở trong cái thời điểm này. Và tất nhiên là bất kỳ một mô hình nào nó cũng sẽ có cái xác suất thất bại nhất định. Chỉ ít thì các bạn chỉ cần áp dụng theo đúng những cái nguyên tắc này ở trong cái bối cảnh phù hợp là chúng ta đã có thể giao dịch với mô hình to be rồi ha. Còn đây là ví dụ thực tế. Chúng ta thấy là thị trường đang nằm trong xu hướng giảm rất là rõ ha. Và đây là cái vùng đáy đầu tiên mà thị trường hình thành được. Sau đó thì các bạn thấy giá giảm một cách mạnh mẽ và đóng cửa xuống bên dưới vùng đáy trước đó. Tuy nhiên thì chúng ta cần chờ hành động giá tiếp theo. Nếu hành động giá tiếp theo tiếp tục giảm mạnh, đi theo cái hướng phá vỡ trước đó, thì lúc này chúng ta sẽ xác nhận không có mô hình to be được hình thành và chúng ta sẽ không có giao dịch theo mô hình đó. Tuy nhiên cây nến tiếp theo thì như các bạn thấy giá đã quay ngược trở lại và đóng cửa lên phía trên cái vùng đáy trước đó. Như vậy là nó đã thỏa cái điều kiện với mô hình to be rồi. Và đây cũng chính là cây nến tín hiệu mua lên của chúng ta. Ngay khi cây nến này đóng cửa là chúng ta đã có thể mua được, và dừng lỗ sẽ được đặt bên dưới vùng đáy này. Chốt lời ở ngay vùng đỉnh đầu tiên này. Chốt lời thứ hai sẽ là ở vùng đỉnh này. Theo đúng nguyên tắc của mô hình, nếu mà chúng ta thấy tỷ lệ risk reward từ 1.5 trở lên là chúng ta đã có thể giao dịch với mô hình này được rồi ha. Thì đây chính là nguyên tắc cũng như là cách thức giao dịch với mô hình to be. Chỉ cần áp dụng nó vào đúng bối cảnh, đúng tín hiệu là các bạn đã hoàn toàn có thể giao dịch với mô hình này. Ngoài ra, nếu như mà các bạn thấy mô hình của chúng ta xuất hiện đúng ở một cái vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự quan trọng nào đó thì nó sẽ lại càng gia tăng cái xác suất thành công của mô hình này lên nhé. Vậy thì tâm lý đằng sau mô hình to be này là gì? Bạn cần hiểu rõ được cái tâm lý của trader đằng sau mô hình này để áp dụng nó một cách linh hoạt và hiệu quả, và tránh sử dụng nó một cách máy móc. Như vậy có thể dẫn đến thua lỗ. Khi đó thì chúng ta có đổ lỗi cho thị trường hay bất kỳ nguyên do gì thì cũng vô dụng thôi ha. Đầu tiên, bạn cần phải hiểu rằng là khi mà thị trường đang có xu hướng á, thị trường đang có xu hướng, ví dụ như xu hướng tăng đi, mà nó tạo đỉnh hoặc là nó tạo đáy, thì điều đó có nghĩa rằng là xu hướng đang có cái sự chững lại. Có thể là cái giai đoạn chững lại đó là để củng cố xu hướng, hoặc cũng có thể là xu hướng đó đã yếu đi. Thì chúng ta cần nghĩ đến hai kịch bản và cần có thêm cái sự xác nhận của giá để biết được thị trường sẽ đi theo kịch bản nào. Vậy thì chúng ta để ý như trong trường hợp này,
đó là thị trường đang nằm trong xu hướng tăng và đây là thời điểm mà thị trường tạo đỉnh, tức là thị trường đang chững lại. Vậy thì khi mà giá hồi về ha, và sau đó lại quay ngược trở lại, phá vỡ cái vùng đỉnh cũ trước đó, thì đây chính là cái giai đoạn sẽ cho chúng ta câu trả lời là giá sẽ tiếp diễn hay đảo chiều. Nếu mà giá thực sự phá vỡ khỏi cái vùng đỉnh cũ này thì có nghĩa là phe mua trong xu hướng tăng hoặc là phe bán trong xu hướng giảm ha, đã tiếp tục kiểm soát thị trường và dĩ nhiên là thị trường vẫn có khả năng cao là đi theo cái hướng cũ tăng giá trước đó. Và lúc này bạn sẽ tìm kiếm điểm vào lệnh theo xu hướng bằng cách là chờ cho giá hồi về cái điểm phá vỡ này và sau đó mua lên theo xu hướng. Tuy nhiên kịch bản tiếp theo đó là chúng ta thấy giá cũng phá vỡ khỏi cái vùng đỉnh cũ này nhưng lại không thành công. Tức là thị trường lại hình thành đuôi nến. Đuôi nến này đại diện cho sự từ chối giá. Thì khi mà có tín hiệu này xảy ra thì chúng ta có 3 trường hợp. Một đó là phe mua, tức là xu hướng tăng. Còn nếu như mà trong xu hướng giảm thì nó là phe bán ha, đã không còn sức mạnh, tức là người mua đã yếu đi ở cái giai đoạn này rồi. Và nếu như mà phe mua bị phe bán lấn át và áp đảo thì cái khả năng dẫn đến thị trường đảo chiều rất là cao. Còn một trường hợp khác đó là có những trader lỡ đặt lệnh buy stop phía trên cái vùng đỉnh này, tức là họ mua khi mà giá phá vỡ khỏi vùng đỉnh á. Thì khi mà thị trường khớp lệnh mua của những cái người mà đặt lệnh buy stop trước đó và sau đó quay đầu giảm giá ngược trở lại, sẽ khiến cho những cái người mà mua lên ở cái vùng đỉnh cũ này sẽ có cái tâm lý sợ hãi, bởi vì là lệnh mua của họ đã được khớp mà khi mà giá quay đầu giảm thì lệnh của họ lại đang thua lỗ, và việc gồng lỗ trong một cái khoảng thời gian khiến họ nảy sinh cái tâm lý sợ hãi. Và khi mà cái tâm lý sợ hãi nảy sinh, họ sẽ có xu hướng là muốn cắt lệnh, và khi mà giá càng giảm thì họ lại càng muốn cắt cái lệnh mua đó của mình. Mà như các bạn biết, việc mà những trader mà giao dịch mua lên mà thoát lệnh thì đồng nghĩa với việc đó là họ đang bán ra. Mà khi họ bán ra thì họ lại củng cố thêm cái áp lực bán vào cái đợt giảm giá này, sẽ khiến cho thị trường giảm càng sâu hơn. Điều đó có nghĩa rằng là cái khả năng mà thị trường đảo chiều trong cái trường hợp có cái tín hiệu từ chối giá quanh cái vùng đỉnh này sẽ càng cao. Và trường hợp cuối cùng cũng rất quen thuộc với chúng ta, đó chính là hiện tượng stop hunt hay còn gọi là quét dừng lỗ. Ở trường hợp này, đó là chúng ta sẽ nhận định có nhiều trader sẽ chờ cho giá chạm lại cái vùng đỉnh này và họ sẽ đặt sẵn những cái lệnh bán quanh cái vùng đỉnh này với kỳ vọng là thị trường chạm vào đây thì sẽ đảo chiều, giảm giá. Các trader đó sẽ đặt dừng lỗ trên đỉnh của đỉnh cũ. Nó có thể là cách cái vùng đỉnh này một hai pip, một vài pip thôi. Điều đó cũng có nghĩa rằng là đây là một vùng mà tập hợp rất là nhiều các cái điểm dừng lỗ quanh cái vùng này. Mà dừng lỗ của lệnh bán thì chính là lệnh mua. Lúc này các tổ chức lớn họ sẽ cố gắng đẩy giá lên phía trên cái vùng này để khớp hết tất cả những cái lệnh dừng lỗ đó, hay còn gọi là lệnh mua đó, bằng cái lệnh sell của họ. Và chính cái điều đó đã khiến cho thị trường giảm giá mạnh mẽ. Vậy là các tổ chức lớn họ vừa có thể loại bỏ những trader nhỏ lẻ ra khỏi thị trường và họ có thể lại vừa bán được ở ngay cái vùng đỉnh này. Và khi mà thị trường giảm giá một cách mạnh mẽ thì coi như là họ đã có thể kiếm được lợi nhuận thành công trên thị trường. Đây chính là tâm lý đằng sau của mô hình này. Có thể thấy được rằng là đây là một mô hình giao dịch khá là hiệu quả, và nếu như mà chúng ta áp dụng nó đúng trong cái bối cảnh cũng như là xác định đầy đủ các cái tiêu chí để giao dịch với mô hình này thì khả năng xác suất thành công của nó rất là cao. Clip của Thúy tới đây là kết thúc rồi. Anh em nào mà có thắc mắc gì về nội dung của clip thì vui lòng để lại comment giúp Thúy. Các bạn đừng quên ủng hộ team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.